Dạ em chào mọi người, lại là em đây. Sau khi mọi người đã xem phần 2 của em rồi thì mọi người cảm thấy như thế nào ạ? Thì tiếp tục đây là phần thứ ba, em ở tại Vũng Tàu ha mọi người. Đó, trên đường em chạy đi trên con cung đường biển ha, đi Bãi Dinh Bãi Dâu thì đến nay có một ngôi chùa rất là đẹp luôn. Thì em vừa tới là em muốn quay lại cho mọi người xem luôn á. Đó, mọi người thấy không? Em quay đầu xe lại khu vực này luôn để em quay cho mọi người xem. Thứ nhất á, ấn tượng của em tới thì tượng của Phật Bà rất là lớn luôn. Đó, em quay lại để em vào này. Tại vì khi mà em đi đến đâu á thì em gặp chùa em sẽ vào liền. Tại vì đi đến nơi đó mình luôn sẽ cầu cho bình an trong những chuyến đi. Thì mọi người cùng theo chân em nhé, để mình vào khám phá ở đây nó sẽ có những điều gì khiến em ngừng dừng chân ở đây nha mọi người. Đó, thứ nhất ấn tượng em tới đây đó là mọi người cũng như em thấy không, một tượng Phật Bà màu trắng rất là lớn ở đây luôn, với lại tọa lạc ở một vị trí ha, phía trước là hướng về biển và phía sau là núi đó, rất là đẹp luôn. Đó, bên cạnh tượng Phật Bà thì có tượng của Phật nè. Đó, rồi em đi hướng này vào thì có nè, đó có một cái chuông rất là lớn luôn mọi người. Mọi người cùng theo chân em nhé. Đến đây mọi người thấy không? Đó là sẽ có một tượng của Phật. Thì đấy cũng giống như em đến đây em cầu bình an cho những chuyến đi và cầu may mắn và lộc đến. Đó, mọi người thấy cái bồ đề rất là lớn luôn. Đó. Không gian đến đây em làm cho em thoải mái luôn á. Em không có hề em thấy mệt chỉ trong những chuyến đi luôn á mọi người. Đó, vào đây cực kỳ thanh tịnh luôn, cực kỳ mát nha mọi người. Nếu như mọi người có đi Vũng Tàu á, mình đi cung đường biển như thế này á, thì mình hãy ghé vào này. Thứ nhất là mình đi đến Phật thì mình sẽ bái Phật, mình cầu bình an, cầu sức khỏe cho mình chỗ chuyến đi và sự an toàn nữa mọi người. Đó, đây là lòng thành kính khi mà em đi ngang qua là em sẽ bước vào liền. Đó, và phía bên khu hành lang á rất là được dọn dẹp rất là sạch sẽ, với lại hàng cây rất là xanh mát. Đó, mọi người thấy xa xa ngoài kia là những cây xoài rất là lớn luôn á mọi người, xum xuê. Và ở đây từ góc nhìn của em ở trên nhìn xuống á, nhìn rất là đẹp và thanh tịnh luôn. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đó, hơn nữa là có cái bức phù điêu có hình như em theo em được biết thì cái này là bức phù điêu này là được mạ vàng luôn á mọi người. Đó, cho nên nó bên ngoài sẽ có một cái lồng kính để bảo vệ này á mọi người, nhìn rất là đẹp và xuất sắc luôn á, và sự chỉnh chu ở đây luôn á mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Khi đến đây mọi người cũng có thể có những cái bóng mát để mình ngồi được, và có ghế đá nữa, hơn nữa là có bán đồ ăn thức uống ở đây nữa để cho mình có thể nghỉ mệt dừng chân. Có bán cả chim phóng sanh nữa để cho mình làm công đức công quả để giúp cho mình có nhiều bình an hơn mọi người. Thì đó, ở đây rất là nhiều bán kem là để cho mình giải khát đó mọi người. Đó, khuôn viên nói chung là vừa đủ, cũng không có rộng lắm, nhưng mà cái cảm giác ở đây á thì rất là dễ chịu á mọi người. Thứ nhất là rất là mát luôn á. Thì sau khi mà em tiến hành thăm viếng ngôi chùa này thì em lại đi con đường biển cho mọi người thấy nè. Đó, con đường biển từ lúc cái chùa nha đi ngược về với thành phố cực kỳ đẹp luôn mọi người.
biển xanh mát ngát, cái cung đường đó, nó ven theo biển đó, nó đẹp lạ lùng. Với lại em đi trúng cái mùa hoa giấy á mọi người, nó đẹp lắm. Nói chung là ở dưới này là từ mà ngọn núi Hải Đăng đi xuống là mọi người thấy đẹp cực kỳ luôn đó, mọi người thấy không đó, cái khung nước này bắt đầu nước lên nè, nó xanh mướt luôn đó. Nhìn đẹp lắm, ngày em đi khung trời rất là đẹp luôn á. Nói chung là mọi người mà đi Vũng Tàu mà đi về trong ngày thì mọi người cứ theo dõi clip của em là sẽ đi hết cái Vũng Tàu luôn. Với lại tí nữa em dẫn mọi người đến những địa điểm mà mới của Vũng Tàu á, đẹp cực kỳ luôn nha. Trên con đường đi, trên đường đi nó có những cái chỗ nào em cũng sẽ giới thiệu cho mọi người. Đó là đường về nó có sẽ những cái chỗ nào em sẽ giới thiệu cho mọi người. Chỗ mọi người vừa đi qua đó là cáp treo Hồ Mây đó mọi người. Tối ở đó rất là nhiều luôn nha. Thứ nhất là nhiều xe bán đồ ăn, thức uống với lại là trà sữa. Nhưng mà ở đó có quán trà sữa Starbucks á mọi người, cực kỳ ngon. Em có trải nghiệm ở đó luôn. Nhưng mà hôm nay em đi hơi sớm á, cho nên ở đó chưa mở. Mọi người mà đi ban đêm mà ngồi đó hợp lý lắm luôn á, nó cực kỳ mát luôn, nghe nhạc chiêu chiêu đã lắm. Thấy mọi người thấy cung đường biển Vũng Tàu đẹp không? Xuất sắc luôn á. Cái ấn tượng em nhất là em đi nhiều bãi biển rồi, nhưng mà chỉ có bãi biển Vũng Tàu có được là cái tất cả các lề đường vỉa hè người ta lót gạch đá ra nít hết, đến ngưỡng cả những cái thùng đựng rác hay gì đó đều là bằng đá hết mọi người, mang lại cảm giác rất là sạch sẽ, nó không có bừa bộn hay gì đó luôn. Đúng thành phố biển gần với Sài Gòn bậc nhất luôn á. Cho nên khi mà có dịp lễ hay có gì đó mọi người đều tú về bên Vũng Tàu nhiều là như vậy đó. Cực kỳ đẹp đó mọi người. Mọi người cùng chiêu cái cảm giác đi cùng. Thank you.
bãi sau, tới công viên bãi sau rồi á, thì một địa điểm luôn luôn em ngừng chân và check in ở chỗ này là từ cái góc như chỗ này nè, mình sẽ nhìn ra cái chùa Bà, nhìn rất là đẹp luôn á mọi người. Với lại á, từ ở cái chỗ này á, mình sẽ thấy được á, biển lớn hay là biển động hay là biển nó hiền hòa là mình biết liền. Với lại khi mà chụp cái chùa Bà nhìn rất là đẹp, nhưng mọi người cũng xem những bức ảnh của em thấy không? Đó, mình thấy những cái đợt sóng nó va vào bờ nhìn nhìn rất là cuốn luôn mọi người. Từ góc nhìn này là mình nhìn xuống nhìn rất là cuốn luôn á, cực kỳ đẹp. Cái view này á, em đi Vũng Tàu 100 lần em đứng view này để em quay video clip rồi, những cái đợt sóng á, nó va vào bờ nhìn rất là đẹp luôn á mọi người. Ngồi thử một lần mình trải nghiệm ở đây, mình để quay video clip mà mình ngồi đây cực kỳ mát luôn nha, không không nắng gắt khi mà đến chỗ này nha mọi người. Đó. Còn bây giờ là em sẽ sổ xuống hốc con rồng đó nha mọi người. Đó là tiến hành ra biển của bãi sau á. Nhưng nếu mà mọi người có nghỉ dưỡng nhiều á, thì ở phía bãi sau này nè, rất là nhiều ha, phòng cho thuê với lại là khu lưu trú rất là nhiều. Ví dụ như mình sổ xuống góc thế này ha, mình cua vào cái xe của cây đó đó, thì khu đó là khu Phan Chu Trinh. Phan Chu Trinh rất là nhiều, Phan Chu Trinh và Bảo Thị Xấu rất là nhiều đó, rất là nhiều khu để cho mình nghỉ dưỡng ha. Với lại mình ở đây thì mình đi bộ ra biển cái mình chiêu, mình trải nghiệm, mình tắm biển hay là mình làm gì nó cũng rất là dễ dàng và thuận tiện của mọi người đó. Đặc trưng của Vũng Tàu con cá voi xanh đó, mọi người thấy chưa, biển bãi sau rất là đẹp. Với lại nếu mà mọi người mà muốn ở một cái khu mà nó còn vui hơn nữa thì mọi người theo chân em đi bên này nè, em sẽ dẫn mọi người qua bên khu La Văn Cầu. Nếu mà ai mà đi Vũng Tàu nhiều quá thì sẽ biết khu này. Thứ nhất là ở trong đó nó không có thiếu gì hết trơn á, nhà nghỉ nè, khách sạn rất là nhiều đó. Khu vực cục cờ mọi người tối ở đây nó vui lắm nha, nếu mà mọi người ở lại á, thì tối ở đây đó cực kỳ vui. Với lại ăn được đậu hũ nóng, có mấy cô bán đậu hũ nóng rất là ngon luôn, sạch sẽ nữa, ngồi ghế này chiêu chiêu chiêu, tối có những chương trình văn nghệ cũng có luôn đó mọi người thấy vào đó. Khu này là khu La Văn Cầu nha mọi người, bao nhà nghỉ luôn, nhiều, một phòng hai phòng ba phòng gì cũng có, một giường hai giường ba giường gì cũng có luôn đó. Nhưng mà chỗ của em hay ở nhất là khách sạn Lan Hương ở bên này. Nói chung là em ở đây chắc cũng lâu rồi, từ thời mà em là sinh viên của Vũng Tàu cơ, bạn bè em xuống em đều giải thích và dẫn đến này để lưu trú đó. Khách sạn Lan Hương là cái này đó mọi người, đó cực kỳ sạch sẽ. Với lại em thì em thích cái view chỗ đó, tại vì em đi ra xây cột cây, với lại chỗ này nó có quán cà phê này, em ngồi em chơi cả đêm luôn, nó khỏe lắm. Với lại nếu mà em thích mua đồ về nhậu hay là ăn uống thì nó không khỏe nữa đó. Với lại cô thì có hai cái view view em rất là thích, view phòng có ban công đó, ngồi. Cho nên mọi người nếu mà có ghé lại Vũng Tàu á, thì nhớ ghé lại khách sạn Lan Hương này nha, ok lắm á, dịch vụ ổn nữa. Với lại cô Hương dễ thương, cho nên mọi người nhớ ủng hộ nha. Tắm biển nè mọi người, bên bãi tắm thì ở khu này thì có dịch vụ giữ xe rồi luôn cho mình luôn đó. Nếu mà mình ở khu du lịch này, ở xa phía kia mọi người thấy cái cầu Bắc Ngang nó qua không đó, đó là khu Imperial đó. Nói chung là khách sạn nó nổi tiếng và bậc nhất của Vũng Tàu đó mọi người, nhìn cảnh rất là đẹp luôn á đó. Thì Vũng Tàu đẹp nhất là ở cái khu bãi sau nè, ban đêm nhất là nó nhộn nhịp lắm mọi người. Với lại ở xung quanh được có quán ăn này kia rồi, với lại xây cột cây, nói chung là mọi người ở khu này thì
không không sợ đói luôn, bán đầy đủ đó mọi người. Thấy quang cảnh Imperial nhìn rất là đẹp luôn á. Với mọi người mà xuống dưới đây có chơi thì du lịch thì có công viên Thỏ Trắng nữa nè, cũng có cái loại hình du lịch cảm giác mạnh rồi cho mọi người chơi. Với lại nó mọi người thích đá banh nữa thì bên cạnh này cũng có sân banh như mình luôn, mọi người đi một nhóm đó, thích đá banh thì có luôn, có phức hợp khu sân banh ở bên này. Thì hướng này sẽ là hướng về ha, vòng xoay tượng đài liệt sĩ của Vũng Tàu, và bên cạnh nó có một lốc tê mắt rất là lớn ha. Nếu mà mọi người có nhu cầu mua sắm đồ bên nữa mà ở trong xe cột cây mọi người không tìm thấy thì mọi người có thể đến ha, ở lốc tê mắt ở đây nhé, nó rất là lớn luôn, ngay vòng xoay luôn mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Ấn tượng khi đúng đến với Vũng Tàu thì tất nhiên là cái vòng xoay khi mà mọi người đi hướng từ Sài Gòn xuống ha, đi đường 3 tháng 2 thì tất nhiên sẽ thấy một vòng xoay. Thì hướng ở Vũng Tàu thì có ba hướng xuống, hướng xuống vòng xoay, thẳng vòng xoay, hướng đi đường 30 tháng 4 và lại hướng đi đường trường từ Bình Giã metro xuống thì rồi xuống thành phố Vũng Tàu luôn cho mọi người. Thì đây là nội thành trong thành phố Vũng Tàu nè. À, nhìn rất là sạch sẽ khang trang. Thì ở đây rồi thì mình sẽ đi mua đặc sản Vũng Tàu thôi mọi người. Đó, theo chân em đi mua đặc sản của Vũng Tàu nha. Đó mọi người lấy gì đó. Đó mọi người thấy xe xe đó không? Đó, đó là đặc sản của Vũng Tàu đó. Đó, mọi người cùng đi mua đặc sản Vũng Tàu với em thôi. Đây là em xếp hàng để mua đặc sản Vũng Tàu nè mọi người. Đó, mọi người cũng đoán được đặc sản là gì rồi đúng không ạ? Đó. Thì khi mà bước vào đây thì mọi người nhớ xếp hàng và mua nha mọi người. Đó. Nhớ xếp hàng vào để mình mua để... tại vì dịch bệnh đó thì mọi người cũng lên xếp hàng để mình mua, để mình cách trong vòng 2 mét để mọi người có thể tương tác với nhau dễ dàng hơn. Tại vì thành phố biển mà mọi người có lượng khách rất là lớn tới đó, cho nên ở đây các cửa hàng hay doanh nghiệp là vẫn duy trì 5K với lại đứng khoảng cách trong vòng 2 mét đó. Cho nên mọi người nhớ chấp hành 5K nha. Mọi người thấy không? Bánh quá trời bánh luôn. Nên mọi người cứ đến đây là không sợ bánh bông lan trứng muối đâu, rất là nhiều vị cho mình lựa chọn nữa mọi người. Đó, mọi người cùng tham quan khung cảnh mua bánh đặc sản Vũng Tàu với em nha. Sản của Vũng Tàu đó mọi người, đó là bánh bông lan trứng muối ha mọi người ha, gốc cây cục điện rất là nổi tiếng. Và tiếp theo em sẽ giới thiệu cho mọi người đến một nơi nữa, cái này là một địa điểm mới của Vũng Tàu nha, view cực kỳ đẹp luôn đó. Mình ghé vào đường số 2 Phạm Ngọc Thạch nha mọi người, xa xa mọi người đã thấy nó, cái này là đó, mọi người thấy chưa đó. Một công trình rất là đẹp đó, mấy bạn đã chào đón mình rồi. Và mình tiến vào cái bãi giữ xe thì có chú bảo vệ coi đàng hoàng luôn nha mọi người. Đó, mình để đồ ở này thì tiến hành đi vào quán thôi mọi người. Đó. Được cái là bạn rất là nhiệt tình luôn, hỏi thăm mình liền nhu cầu của mình như thế nào đó. Em sẽ đi thẳng vào quầy ha của Lan Coffee.
còn có tên khác là Lens Studio. Thì ở đây á, ví dụ như mình sử dụng nước, mình order tại này thì mình ngồi ở ngoài khuôn viên ở bên ngoài để có mình có thể chụp ảnh theo phong cách Nhật Bản nhìn rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà mình có muốn vào đây để chụp hình thì vào studio thì mình sẽ tiến hành mua vé vào studio để chụp hình ha, những cái cảnh nó sẽ đẹp hơn. Và mọi người cùng em khám phá thử nơi này vẻ đẹp như thế nào nha. Rồi mọi người đi theo em nha. Đó, mọi người có thấy không, không khí ở đây rất là vui luôn ha. Tại vì studio đây rất là đẹp cho nên mọi cảnh quan ở đây em sẽ quay trực tiếp cho mọi người ha, những ngóc ngách của tại Lens Studio đây, để mọi người ha có được thời gian mà đến đây á thì chụp hình trải nghiệm, và mình sẽ nghiên cứu được những góc đẹp khi mà mình tới đây mình chụp luôn ha. Ở đây mấy bạn học sinh sinh viên đến đây chụp hình kỹ yếu rất là được ha. Còn cái đường này là đường ở bên hông nha, từ bãi xe vào đó, mọi người thấy không? Nếu mà mọi người có coi những cái phim bên Nhật cổ thì mọi người sẽ thấy ở trong nhà lúc nào cũng sẽ có một cái hoa viên đó, ở bên này cũng là y chang một hoa viên thôi đó. Còn có những tầng lầu nên nó tựa như nó tủ lầu á, cho mình coi những cái phim á mình thấy đó, bài trí rất là đẹp luôn, đúng phong cách Nhật Bản luôn á mọi người. Đó, ở đây có những tượng gỗ hoa điêu khắc rất là sắc sảo luôn. Mọi người có thể đến đây để làm mà không nền để mình chụp hình ha, rất là đẹp nha mọi người. Cho nên mọi người đi Vũng Tàu mọi người nhớ ghé đây ở một lần, để khi mà ở đến đây rồi á mình sẽ chụp hình những góc chụp hình rất là chiêu khi đến đây nha. Mọi người cùng trải nghiệm và thưởng thức cảnh đẹp nơi đây nha. Rồi mọi người cùng thưởng thức với em nhé. Dạ, sau khi mà mình trải nghiệm tại quán Lan Coffee rồi mọi người, thì hành trình đây là hành trình tụi em từ thành phố Vũng Tàu ha, em chạy ngược về thành phố Hồ Chí Minh, thì có ghé Bà Rịa. Thì ở Bà Rịa có một món ăn cực kỳ nổi tiếng và nức tiếng ở đây, thì em sẽ dẫn mọi người tới ha, trải nghiệm món ăn này như thế nào, về độ ngon, độ tươi và độ nổi tiếng của nó như thế nào ha. Mọi người cùng theo chân em nha.
Mọi người chuẩn bị dừng đèn xanh đèn đỏ đây là tới nha. Chuẩn bị tới nè. Mọi người sẽ thấy điều thú vị đó. Mọi người thấy chưa? Bánh xèo chả giò cá. Xưa giờ mọi người đã ăn đúng không? Chả giò, tôm, thịt. Chả giò, thịt, chả giò, tôm. Nhưng mà mọi người lần đầu tiên nghe chả giò cá đúng không? Chính hãng là chả giò cá đó. Mọi người thấy chưa? Một mình em ăn 10 cuốn chả giò cá đó. Mọi người thấy không? Rau rất là sạch, xanh, tươi. Cùng với dưa leo. Chả giò cá đó mọi người. Đó, từ cái chích xay ra đó mình ăn á. Trời ơi, lớp vỏ bên ngoài cực kỳ giòn luôn. Nhưng mà anh người cắn một phát ha. Nó rất là ngọt luôn. Hòa miệng với nước tương. Chấm cùng nó ngon cực kỳ luôn. Mọi người hãy ghé ăn một món này đi, đặc sản tại Bà Rịa Vũng Tàu đó, cá cực kỳ tươi luôn, nó có bánh xèo. Và mọi người á, như em ăn 10 cuốn ở đây rồi, nhưng mà em vẫn mua về nha. Ở đây có bán sản phẩm chua chiên để mọi người về mọi người chiên, nó cực kỳ rẻ. Mọi người hãy ghé ở đây đi, ăn thử đi, mọi người sẽ cảm thấy bị ghiền. Em hơi bị ghiền, mỗi lần em xuống lúc nào em cũng phải ăn hết trơn á. Mọi người coi em xé từng sớ cá ra nè. Đó, ngon chưa? Đó là lý do tại sao em mập á. Em đi đến nơi nào em cũng ăn hết á. Em ăn những món ngon hoặc là tại chỗ địa phương nó, mọi người thấy không? Hấp dẫn chưa? Đó. Cái tay em thoăn thoắt xinh xinh đó mọi người. Đó. Từng miếng rau, từng miếng dưa, trân trọng với món ăn cực kỳ luôn đó, mọi người thấy không? Không thể nào mà có thể mà cưỡng lại cái món ăn này được. Nên mọi người hãy đi xuống Vũng Tàu đi, và đặc biệt ghé Bà Rịa đi. Ngay trên con đường Nguyễn Du này mọi người sẽ thấy được nó. Thêm xíu ớt á, để đời ngon hơn, để món ăn nó ngon hơn, nó cay nồng hơn, mọi người ăn đã lắm. Mọi người nhớ ghé nha, mọi người theo dõi kênh của em nha. Nhớ cho em thêm một tim, một like, một chia sẻ, một đăng ký nữa. Em sẽ đi tìm những món ngon ở từng vùng em lại để em quay cho mọi người xem. Đó, mọi người nhớ follow kênh em nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, mọi người cùng theo dõi món ăn của em nha. Rồi. Thank you.
Dạ, và rồi em đã ăn xong món chả da cá rồi mọi người. Nói chung là em cũng no nê và em có mua về một ít nữa. Cho nên mọi người khi mà đến với Bà Rịa Vũng Tàu nhớ mua gói bánh nha. Và em sẽ kết thúc clip tại đây. Em cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành em trong thời gian vừa qua, đã đón xem phần 1, phần 2, phần 3 chuyến đi Vũng Tàu của em ha. Trong ngày thì những nơi nào mà em đến, những địa điểm em đều giới thiệu cho mọi người ha. Chúc mọi người xem video em luôn vui vẻ, lạc quan giống em. Và nhờ mọi người nhớ cho em một like, một tim, một chia sẻ, một đăng ký để tiếp thêm động lực cho em nha. Để em có thể đi đến những nơi xa và em sẽ quay lên cho mọi người xem cực kỳ chi tiết luôn nha mọi người. Rồi, em chào mọi người, em thân ái, yêu mọi người rất là nhiều.